con. Cảm ơn nha. Ai đâu đi ơi. Thank you.
À, đi đi tư thôi cháu ạ. Đợt này là không không vào viện. Vào viện thì theo có bảo hiểm nó là cho nằm viện nó không thôi đỡ mấy. Thì ta bảo đi tư nó nhanh, mình mất tiền nhiều hơn một tí nhưng mà nó lại đỡ nhanh. Bà khám bà tiêm được quá. Bị đau ấy mà. Ừ. Bà nó bị cái bệnh này mấy năm rồi đấy. Mấy năm rồi. Thank you.
nhòm à. Cháu vào mua bà bán rẻ cháu nhé. 6 ngàn. 10 nghìn thôi. Chị, anh em mua nho cho em đi. Anh nho nào? Chẳng quá, có lấy nho tàn dưa này mà. Ớ 4.000 cân. Cháu mua 10.000 cân. À, không hỏi đâu. Bạn khác đưa ngoài nhốt ta. Nhưng mà cái đấy là sau, em mang chú xanh lên bán. Mua nho cho em đi. Ui, hấp kìa, nhốt thế này, nhốt ngon thế này. Rồi, ngon ngọt chưa? Ngọt không? Ngọt không? Ta tìm một cân nào? Ngọt như đường. Đấy chị bông. Nó ngọt. Về chấm thêm đường vào rất là ngon. Nó tròn chưa? Nhát quá ngon luôn này. Rồi. Ớt tỏi nó chín rồi. Rồi. Chị mua lại.
nhá. Nhất bao nhiêu đấy?
Cuckoo, 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 cuckoo,